Thưa bác sĩ Định, hiện nay thì các loại thuốc điều trị bệnh mạch vành gồm có những loại nào? Đối với bệnh tim mạch thì thường chúng ta phải phối hợp nhiều loại thuốc, bệnh mạch vành cũng vậy. Thì thông thường chúng ta sẽ có 4 loại thuốc chủ yếu để điều trị bệnh mạch vành và phối hợp với nhau. Ngoài ra còn có thể đối với từng bệnh nhân mà chúng ta có thể điều chỉnh. Thì cái loại thuốc đầu tiên là những loại thuốc chúng ta gọi là thuốc ức chế kết tập tiểu cầu. Chúng ta biết rằng là trong động mạch vành, những động mạch nhỏ như vậy, các mảng xơ vữa trong lòng mạch nó sẽ càng ngày càng làm hẹp lòng mạch lại. Các mảng xơ vữa này có thể bị nứt ra hoặc có thể bị loét ở trên thành. Các tế bào ở trong máu, chủ yếu là các tế bào tiểu cầu, đến bám vào trong đó làm thành những cục huyết khối. Và khi cục huyết khối này gây tắc lòng mạch vành thì bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Thuốc ức chế kết tập tiểu cầu nó sẽ giúp cho máu chúng ta loãng ra và các cái tiểu cầu này sẽ không đến bám trên các mảng xơ vữa nữa, như vậy họ sẽ làm giảm được rất là nhiều nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Cái nhóm thuốc thứ hai là những thuốc giúp cho cơ tim chúng ta co bóp nhẹ nhàng hơn, chúng ta huyết áp chúng ta nó thấp hơn, cũng ít giữ nước trong cơ thể hơn, thì các thuốc này chúng ta gọi là những cái thuốc ức chế thụ thể beta hoặc là những cái thuốc ức chế men chuyển. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là chúng ta dùng những cái thuốc ức chế beta và ức chế men chuyển sẽ giúp cho cái tình trạng tái cấu trúc của cơ tim ở những bệnh nhân bị bệnh mạch vành hoặc là nhồi máu cơ tim nó diễn ra nhanh hơn và làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị bệnh mạch vành. Cái nhóm thuốc thứ ba mà chúng ta thường sử dụng để điều trị bệnh mạch vành đó là các cái thuốc làm giảm cái nồng độ cholesterol ở trong cơ thể cũng như là điều chỉnh các tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid trong cơ thể. Đây là những cái thuốc uống hàng ngày và có những cái khuyến cáo là chúng ta uống có thể là suốt đời. Và các cái thuốc thứ tư cuối cùng là những cái thuốc nitrat, những cái thuốc mà có tác dụng làm giãn các cái động mạch vành để cho tăng cường cung cấp máu đến mô cơ tim đang bị thiếu máu. Và bên cạnh việc dùng thuốc để điều trị các bệnh mạch vành thì Nguyên còn có nghe nhắc đến đặt stent. Đây là phương pháp điều trị như thế nào? Đặt stent là một biện pháp rất là tốt và rất là quan trọng. Cái stent này chúng ta tưởng tượng giống như là một cái giá đỡ ở trong lòng mạch. Tại sao chúng ta dùng giá đỡ? Ở trong lòng mạch, mạch vành á, có những cái mảng xơ vữa làm hẹp. Thì các bác sĩ sẽ đưa những cái đầu ống thông rất là nhỏ đi từ mạch máu ở cổ tay hoặc mạch máu ở đùi đến cái chỗ hẹp đó. Trên đầu của những cái ống thông này chúng ta có những cái bóng. Khi chúng ta bơm bóng lên với áp lực cao thì bóng này sẽ ép làm cho các mảng xơ vữa này rộng ra và làm cho mạch máu lưu thông qua cái chỗ hẹp được dễ dàng hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ nông bằng bóng không thôi đó, thì sau khi rút bóng ra, sau một thời gian thì các mảng xơ vữa nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ sụp trở lại, sẽ xẹp trở lại và làm cho cái mạch máu bệnh nhân, mạch vành lại hẹp trở lại. Để tránh cái hiện tượng mà tái hẹp ở chỗ nông bóng, chúng ta đặt những cái lưới mắc cáo, những cái khung bằng lưới mắc cáo cũng trên những đầu ống thông đi thẳng vào cái chỗ chúng ta vừa nông bóng để những cái stent này sẽ chịu đựng, không cho những cái mảng xơ vữa này nó sụp trở lại và làm tái hẹp trở lại trong mạch vành. Thì chúng ta gọi phương pháp đó là phương pháp đặt stent mạch vành. Dạ thưa bác sĩ Định, thế còn phẫu thuật bắt cầu mạch vành là gì ạ? Và ngày nay thì đã có những tiến bộ nào trong phẫu thuật mạch vành rồi ạ? Thì phẫu thuật bắt cầu mạch vành, chúng ta sử dụng những mạch máu ở trong cơ thể, ở trong ngực, ở tay hoặc là ở chân, để chúng ta nối từ những cái nơi cấp máu ra phía sau cái chỗ hẹp trên mạch vành. Chúng ta không đụng chạm gì vào cái chỗ mạch vành bị hẹp hết, mà chúng ta sẽ cung cấp cho máu cho phía sau chỗ hẹp. Thì cái phẫu thuật đó là phẫu thuật bắt cầu mạch vành, và phẫu thuật này nó đã giúp cứu được rất là nhiều bệnh nhân mà không có thể đặt stent được. Ngày nay phẫu thuật bắt cầu mạch vành cũng đã có rất là nhiều tiến bộ. Chúng ta có thể sử dụng những cái loại vật liệu làm cầu nối rất là tốt, như là vật liệu bằng các động mạch ở trong ngực. Và những cái vật liệu này về lâu về dài nó sẽ đảm bảo được thông suốt lâu dài 10 năm, 20 năm và không bị tắc. Nếu so sánh giữa phẫu thuật và đặt stent thì cái kết quả về lâu về dài của phẫu thuật đa số là nó sẽ tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Định đã giúp cho quý khán giả của chương trình hiểu rõ hơn.